Sao lại không nghe máy thế này? Sao lại không nghe máy nhỉ? Cháu ơi. Anh Sang vào đây anh Sang ơi. Có chuyện gì? Chắc là cháu em nó làm sao ấy. Em gọi điện mãi mà nó không nghe máy. Em lo cho nó quá. Hay là anh gọi nó cho em nhá. Số điện thoại của nó là... Số điện thoại của nó là bao nhiêu? Anh đọc cho em. Lúc nãy anh cứ tưởng là em đã gọi điện thoại rồi mà. Không phải, em có gọi đâu. Em không có số của con bé. Mà em muốn gặp cháu em. Anh ơi, em muốn gặp cháu em. Em muốn gặp cháu em. Nào, cứ ngồi xuống đi. Nào, ngồi đây. Nào, đưa tôi xem nào. Làm sao rồi nó mới không nghe máy thế chứ anh ơi. Xin lỗi là phiền cháu, nhưng bà Tâm khóc lóc nhiều quá, sợ bà ấy lại tăng huyết áp, nói dại đứt mạch máu thì khổ. Nếu có thể cháu qua với bà ấy một chút nhé, chỉ có cháu mới giúp được bà ấy thôi. Cảm ơn cháu, bác Sang. Nói chung mà nói, tôi khẳng định nhé, chỉ có nhân viên ở đây làm cái việc ấy thôi. Đúng là nuôi ong tay áo. Bây giờ mình phải điều tra kỹ càng, tìm ra cái kẻ phản bội, sa thải, thanh trừng, đuổi. Nói thế thì giải quyết được việc gì? Bây giờ báo mạng người ta đã đưa tin bài, có cả đơn tố cáo, có cả clip về việc hành hạ người cao tuổi. Ôi trời, ôi trời. Đây. Đã có mấy chỗ gọi cho tôi xin đi làm việc rồi đấy. Xin lỗi ông đi. Đơn tố cáo ấy thì nặc danh. Thế còn clip đây. Đây, clip đây. Nè. Đây, clip đây. Này, đây. Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Sao lại gọi là hành hạ? Hôm đấy là bà Tâm, bà ấy cứ đòi trốn ra khỏi viện. Cái cô nhân viên ấy cố can ngăn, không những đã không được, mà lại còn bà ấy bị cào xước tay. À thế nói chung mà nói, sao không đi tìm hiểu cho nó ngọn nguồn?